Quý vị và các bạn, như các bạn cũng biết, bộ phận quản lý sảnh làm việc tại vị trí tiền phong của công ty là người đầu tiên tiếp đón khách hàng đến để liên hệ trực tiếp với công ty, với nhiệm vụ tạo được ấn tượng vàng tốt đẹp với khách hàng, là trung gian giao nhận và chuyển giao các cuộc gọi điện thoại. Bởi vậy, quản lý sảnh là người trực tiếp ảnh hưởng nhiều nhất đến ấn tượng của công ty trong lòng khách hàng. Chính vì thế, việc kiểm soát khách hàng ra vào tòa nhà là một trong những công việc quan trọng của một nhân viên quản lý sảnh, để có thể đảm bảo tốt về vấn đề kiểm soát luồng người ra vào làm việc cũng như góp phần hoàn chỉnh hơn về an ninh nơi làm việc tại tòa nhà. Sau đây, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về quy trình kiểm soát và đón tiếp khách hàng khi khách hàng đến liên hệ trực tiếp làm việc tại tòa nhà cục tần số. Sau đó ghi lại đầy đủ thông tin của khách hàng một cách chi tiết và rõ ràng nhất vào nhật ký khách ra vào tòa nhà. Một thẻ khách được phát cho một loại giấy tờ tùy thân. Trường hợp khách có từ 3 người trở lên thì phải có 2 người đăng ký để nhận thẻ khách. Trường hợp khách hàng không mang giấy tờ tùy thân thì phải có cán bộ công nhân viên tòa nhà bảo lãnh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn về quy trình kiểm soát và đón tiếp khách hàng khi khách hàng tới làm việc tại tòa nhà cục tần số. Với phương châm làm việc của PMC chúng tôi, tất cả các vị khách đều được phục vụ bằng cả trái tim và sự tinh tế. Sự hài lòng của khách hàng là động lực của chúng tôi. Ban quản lý tòa nhà cục tần số hy vọng sẽ nhận được sự đóng góp của quý vị và các bạn để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn nữa trong công tác quản lý của mình và có thể mang lại một dịch vụ tốt nhất cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.